điện lưới qua lọc, tức là từ điện lưới này, điện lưới vào lọc, điện lưới vào lọc, sau đó lọc xử lý cho điện ra sạch hay không thì mình phải kiểm chứng bằng máy. Đây là một cục lọc đã được vi chỉnh, căn chỉnh, nâng cấp linh kiện, anh em thợ đã làm rất là chuẩn rồi và được kiểm định đo lường bằng máy chuyên dụng. Thực tế ngon hay không anh em biết ngay. Đây, cắm vào, anh em nhìn nhá. Ok chưa? Im re, im thiên thít, không nghe một tiếng gì luôn. Không nghe một tiếng gì luôn. Thậm chí tăng volume lên cực đại, vẫn im re, vẫn im re. Quá tuyệt vời luôn anh em này. Tăng volume cực đại mà lọc vẫn im re, chứng tỏ con lọc này rất rất sạch luôn. Anh em thợ đã vi chỉnh đi đúng là tuyệt vời rồi. Đấy, em bán là bán những cái sản phẩm đã được vi chỉnh nhá. Đây, cùng cái trạng thái này, em để nguyên cùng cái trạng thái này. Anh em nhìn nhá. Em rút ra này. Rút ra này. Rút điện lưới ra này. Rút lọc ra này. Bây giờ cắm máy vào. Máy không có lọc thì thế nào? Đấy. Thấy chưa? Sôi chưa? Trời ơi. Đấy. Rút ra.